sự thì đến thời điểm hiện tại thì sau gần một tuần chuẩn bị thì toàn đội đã có được sự chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu ngày mai với đội Công an Hà Nội. Tất nhiên là những cái phân tích về đội Công an Hà Nội thì cũng đã được ban huấn luyện và ban luyện mang đến cho tất cả các cầu thủ. Công an Hà Nội là đội bóng được đầu tư rất nhiều và có rất nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang thi đấu, có chất lượng ngoại binh tốt và chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi đối với Sông Lam Nghệ An vào ngày mai. Hiện tại thì Sông Lam Nghệ An cũng đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu ngày mai với Công an Hà Nội. Có thể là khu vực học phòng ngự một trong những cái điểm yếu được đánh giá trận đấu trước, thì nhiều người nói là một mình Hải Quế khó có thể cán đáng được những cái vị trí đấy, thì Hải Quế có những chia sẻ thế nào với các đồng đội của mình trong cái vị trí để cải thiện hoặc phòng ngự? Thực sự thì có thể nói là trận đấu vừa qua thì cũng là một trận đấu chơi không tốt của hệ thống phòng ngự. Dù sao thì trận đấu nào thì cũng có những thời điểm cầu thủ có phong độ tốt và có những trận đấu cầu thủ có phong độ không được như mong muốn. Dù sao thì tất cả cầu thủ phòng ngự cũng như là hệ thống của đội bóng cũng đã phân tích và rút kinh nghiệm để tốt hơn, để cố gắng chỉnh sửa và làm tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo. Cái tinh thần thi đấu là rất là quan trọng đối với cầu thủ, thì làm những người đội trưởng thì có phải là có chia sẻ gì với các đồng đội, đặc biệt là khi mà trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến từ các cổ động viên mà gọi là khá là trung thành với đội bóng? Thực ra thì trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng có khá nhiều cái tin tức về đội bóng liên quan đến một số vấn đề ngoài chuyên môn, thì thực sự thì đối với các cầu thủ thì vẫn luôn duy trì nỗ lực và sự chăm chỉ và hướng đến những trận đấu. Thực sự thì phải chia sẻ một chút là trong cái thời điểm hiện tại thì là một thời điểm mà kinh tế rất là khó khăn, và các tập đoàn cũng như là các doanh nghiệp thì đều gặp khó khăn giống như nhau. Thì đội Sông Lam có lẽ không phải là đội bóng duy nhất ở V-League có cái sự khó khăn như hiện tại. Thì dù sao thì chúng tôi vẫn chia sẻ và vẫn sẽ đồng hành cùng với nhà tài trợ, bởi vì thực ra là chúng tôi hiểu là nhà tài trợ cũng đã rất là cố gắng và rất là nỗ lực để duy trì những hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian vừa qua, nên chúng tôi cũng rất là chia sẻ về điều đó, và chúng tôi sẽ vẫn thi đấu nỗ lực hết mình ở những trận đấu sắp tới của V-League, và chắc chắn là chúng tôi luôn luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, bởi vì Sông Lam Nghệ An là đội bóng của tỉnh Nghệ An và của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Ở trận đấu với Công an Hà Nội thì đội đặt mục tiêu là 3 điểm hay là chỉ cần một trận hòa là có thể làm hài lòng cả đội? Đối với chúng tôi thì mùa giải này là một mùa giải mà chúng tôi đã có mùa giải năm ngoái, và mùa giải này là mùa giải mà chúng tôi đặt mục tiêu rằng là chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều các cầu thủ trẻ thi đấu để đặt nền bóng cho tương lai vững chắc của đội bóng Sông Lam Nghệ An, nên việc các cầu thủ trẻ được vào sân thi đấu là một điều rất là tích cực của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong 1-2 mùa giải vừa qua, và mọi người có thể thấy sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Hồ Văn Cường hay Đinh Xuân Tiến, thì các cầu thủ đấy qua mỗi mùa giải, qua mỗi trận đấu thì tôi thấy tôi thực sự là cảm thấy các cầu thủ trẻ đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Và ở trận đấu ngày mai thì chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi sẽ đầu tiên là sẽ thi đấu hết mình vì người hâm mộ bóng đá của Sông Lam Nghệ An, và còn nếu có thể may mắn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm, bởi vì dù sao thì giành điểm và có thể là chiến thắng, vì dù sao thì đánh giá lực lượng thì chắc chắn là đội bóng Công an Hà Nội cũng có nhỉnh hơn chúng tôi về mặt lực lượng, và chúng tôi sẽ phải phân tích hợp lý cũng như là phải bước vào trận đấu một cách hợp lý để có thể có được cái kết quả tốt vào ngày mai.
Đến 11 và chủ 11.